Xin chào bác, chào mừng bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Mantic. Trong video hôm nay thì em chương lên đây giới thiệu đến cho toàn thể quý anh em một mẫu đồng hồ, hai mẫu sản phẩm đồng hồ anh em nhé. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Oren Star thuộc dòng cao cấp của nhà Oren và em chương cũng đã mới về trong đợt lô hàng vừa rồi. Đó, và một chiếc Citizen. Và nếu như anh em biết thì ngày mai đấy, em chương làm video đây là hôm thứ bảy đúng không ạ? Đó, và ngày mai chính là ngày 20 tháng 10 đấy, ngày quốc tế phụ nữ. Và em Trương có gửi đến cho anh em một phiên bản. Và nếu như anh em có xem được video này, anh em có ở gần em thì anh em có thể qua giao lưu đấy và mua tặng cho chị em phụ nữ nhá. Và với phiên bản ngày hôm nay thì em có một chiếc Citizen với phiên bản nữ ở dây kim loại. Đó, và với phiên bản này thì anh em có thể thấy ở đây là mặt đều khá là nhỏ đúng không ạ? Thì thật sự anh em là đồng hồ nữ thì dễ chọn hơn rất là nhiều. Tại vì anh em nhìn này, đồng hồ nữ thì gần như là chị em phụ nữ thì nên tay chiếc nào cũng gần như là rất là đẹp. Tại vì chị em phụ nữ tay, da tay của chị em phụ nữ rất là trắng. Cho nên là nhiều gần như là mẫu nào nên tay cũng đẹp hết. Quan trọng là quan trọng là chị em có thích với cái mẫu đấy hay không. Đó, và trước mặt các bác đây là một chiếc Citizen với mã hiệu đó chính là EZ 6102-64XDG anh em nhé. Đó, đấy, mic Isavan bản dòng nội địa này. Đấy, có thể tác của Citizen này. Và với phiên bản này thì em Trương có một cái mức giá rất tốt gửi đến cho toàn thể quý anh em ở đây, đó chính là 2.950.000 anh em nhé, 2.950.000. Và đặc biệt hơn là phiên bản này, nếu như anh em ở đây thì ánh sáng lên điện thì nó hơi chói một chút. Đó, phiên bản này thì nó sẽ là mặt khảm xà cừ anh em nhé, khảm ngọc trai anh em nhé. Đây, khảm ngọc trai đây, em sẽ zoom lên cho anh em xem này. Chi tiết khảm ngọc trai trên mặt dial này. Đấy, tại vì chi tiết mặt dial mặt dial phiên bản nữ này thì nó hơi nhỏ, cho nên là gần như là nếu như chúng ta nhìn thoáng qua thì chúng ta sẽ không biết được là mặt khảm ngọc trai đâu. Đấy, mà phiên bản này nó chính là bản mặt khảm ngọc trai rất đẹp ha, dành cho chị em phụ nữ. Và Citizen thì nó ít khi nó làm với mặt đều như thế này lắm. Với phiên bản này chúng ta sẽ có thiết kế ba kim, logo thương hiệu Citizen, các phần kim cọc giờ kẻ vạch nhá. Các múi giờ thì làm chi tiết đậm hơn, và anh em có thể thấy rằng là Citizen thì đồng hồ nữ người ta làm rất đơn giản thôi. Đấy, ở phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái viền benzen bên ngoài được đính đá. Đấy, đính đá rất đẹp luôn, mạ PVD màu vàng gold toàn bộ phần thân vỏ, anh em có thể thấy nhé, mạ PVD vàng gold toàn bộ phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này. Chúng ta sẽ có một cái chi tiết thiết kế khóa bấm hai bên này cho phiên bản này nhé. Phần đáy là chi tiết đáy kín, đây anh em nhìn này, đáy kín có thông số như là Citizen, độ chống nước là 50m nước, Jose Amber, Japan Moment. Đó, phiên bản plastic steel ha, thép chống gỉ rất đẹp đúng không ạ? Đấy, một cái phong cách thiết kế cho chị em phụ nữ chúng ta đeo thì gần như là rất phù hợp, tại vì kích thước size của phiên bản này cũng chỉ đâu đấy tầm 22 thôi. Đấy, 22 thôi anh em nhé, khá là nhỏ. Đó, nhưng mà chị em phụ nữ đeo những phiên bản này thì nó sang, rất đẹp, tại vì nó có cái viền đá bên ngoài như này. Anh em mua chị em thì không lo bị già anh em nhé. Đó, anh em lưu ý. Mức giá là 2.950.000 hàng mới đập hộp. Đấy, anh em có thể lưu ý. Video này thì em Trương đăng trên kênh của em vào buổi tối hôm nay. Đấy, và anh em có thấy được thì anh em có thể coi như là mua về tặng chị em làm một món quà. Đấy, như ngày 20 tháng 10 nhá. Đây là mẫu đầu tiên. Mức giá cũng rất là êm cho anh em. Tiếp đến chúng ta sẽ có một chiếc Oren Star hàng mới inbox. Ở đây thì nó có hộp của nó anh em nhá, hộp của nó đây. Ở bên trong thì có những cái như là sổ này, đó, và hộp bên trong. Nhưng mà em Trương sẽ không để trong hộp, tại vì cái phiên bản này phiên bản dây da, cho nên là em Trương muốn để cho nó mới nhất, nó thẳng nhất cho anh em. Biết rằng là khi mà anh em đeo ấy thì anh em cũng sẽ phải mất một thời gian để vào form. Và khi mà em Trương nắn cho nó vào form vậy như vậy thì nó sẽ dễ dàng cho anh em đeo hơn. Nhưng thật sự là không phải ai cũng thích cái điều đấy, cho nên là nhiều anh em vẫn thích nó mới cứng cựa để anh em mua về, anh em muốn bóc siêu, anh em muốn trải nghiệm cơ.
Đấy, cho nên là anh em lưu ý nhé, phiên bản này thì em không để trong hộp. Nếu như anh em mua hàng thì anh em ship đi tỉnh thì em mới để trong hộp thôi, còn lại anh em đến cửa hàng thì anh em cứ đưa lên tay thực tế. Với phiên bản này chúng ta sẽ có mã hiệu là REAT0007N và giá niêm yết của hãng hiện tại em đang giao lưu gửi đến cho anh em, đó chính là 8.500.000 đồng. Anh em lưu ý nhá, 8.500.000 đồng cho phiên bản Orange Star này. Và anh em thể thấy là với phong cách thiết kế của dòng Orange Star Open Hearth ấy, nó quá quen thuộc với anh em rồi đúng không ạ? Đó, nhưng mà để mà chọn được một cái màu nó ưng ý thì không phải là một lựa chọn dễ. Tại vì Orange Star dòng 3 kim một Open Hearth như này ấy, thì người ta sẽ thiết kế rất nhiều màu, như là màu trắng, màu xanh lục vàng, màu xanh dương, màu xám. Đó, rất nhiều màu khác. Và khi mà anh em lựa chọn thì thật sự là nó phải phù hợp với cơ thể của anh em, nhưng mà nó cũng nhiều sự lựa chọn để anh em cân đối ha. Đó, và với thiết kế của dòng này thì nó quá là gần như là hoàn hảo trong cái tầm tiền rồi. Tại vì giá đâu đấy tầm 8,5 triệu mà anh em có một cái phiên bản form size đâu đấy chỉ 39.3, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, thì em nghĩ rằng đây là một trong những cái thiết kế và mẫu đồng hồ em chứng bán chạy cực kỳ chạy về dòng 3 kim một open hết như này. Tại vì anh em phải hiểu rằng là dòng Orestar đợt này đang rất là cao đấy, và em chưa lấy hàng về thì gần như là giá nó cũng cao đẩy lên, cho nên là anh em cũng phải thông cảm nhá. Giá tăng thì bên em cũng phải bán giá nó tăng lên, nhưng mà nó là giá tốt nhất tại thời điểm hiện tại, cho nên là anh em mua sẽ không bị hớ. Với phiên bản này chúng ta sẽ có một cái thiết kế màu xám lông chuột rất đẹp này, 3 kim một open hết vào reserve này, được đặt 12 giờ. Rồi các phần kim khọc là kim vào giờ kẻ vạch, đan xen ở mười hướng 12 giờ và 6 giờ là kim vào giờ La Mã anh em nhé. Golden Style Automatic Japan với đồng mã F6R4, có cót tay, có dừng kim 21.600 tần số động, độ tích cóc là 40 50 tiếng. Đó, một cái cỗ máy rất ngon đúng không ạ? Kính sa phiên nguyên khối chống trầm sức tuyệt đối cho anh em này. Phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L nhé. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Bộ dây da màu đen, sơn bằng gạch sáng màu đen. Phần đáy là chi tiết động cơ Skeleton nhé. Đấy, có ghi đầy đủ thông tin, số serial number này. Đấy rồi, độ chứng nước 13/100 m³ nước, chứng nhận sapphire, stainless steel made in Japan và nhiều nội địa, mã máy F6R4. Đấy, cực kỳ ngon, chi tiết máy của Orange Star người ta hoàn thiện rất là cao. Đấy, cho nên anh em thấy là từng thớ nó đánh phay trên phần máy móc bên trong. Đó, nó cực kỳ đẹp. Và kích thước xe mặt của phiên bản này cũng rất đáng chú ý, tại vì dòng này xe mặt nó vừa phải, gần như là đại đa số của tay anh em đeo đều có thể đeo được anh em nhìn nhé. Với kích thước xe mặt là 39.3, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, và đối với cổ tay của em trên là cổ tay 16, đây cho mình phiên bản này rất đẹp đúng không ạ? Đó, một cái tông màu xám lông chuột rất đẹp, và đây là một trong những sự lựa chọn cho những cổ tay có một cái nước da nó trắng một chút, anh em làm dân văn phòng chúng ta đeo những phiên bản này thì rất hợp lý đó. Và mức giá là 8,5 triệu, anh em nào quan tâm về dòng này thì anh em liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732 822, em sẽ đi tư vấn trực tiếp cho toàn thể quý anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những chiếc video tiếp theo.